chị rất là dễ thương luôn. Chị nó ở dưới đây luôn nè, chị dưới gọi là Gò Công nè, nghe Kim Anh quay phim ở đây cái chạy vô rồi nói là đang xài bộ nám của Kim Anh đây nè, bộ nám cẩm này chị coi, nói đang xài bộ nám của Kim Anh cái là mà xài mới được 2 tuần thôi mà đã thấy nó cải thiện rõ rồi. Cả nhà mình nha, Kim Anh khuyên các chị em mình nên sử dụng cái bộ nám này trong uống ngoài thoa để nó giúp cho cái da của các chị em mình. Những ai mà đang bị nám thì sẽ cải thiện nám, còn những ai mà chưa bị nám thì cũng nên sử dụng để ngăn ngừa nám nha, trong uống ngoài thoa. Các chị em mình cứ sử dụng cái thử cái bộ nám này đi. Vừa rồi Kim Anh mới vừa phát trên truyền hình Vĩnh Long á, chương trình Hôm Nay Ta Đẹp á, thì có bác sĩ dược sĩ Nguyễn Thị Minh Nhật cũng đã chia sẻ về cái bộ đôi nám này rất là rõ và kỹ càng cho các chị em mình rồi. Các chị em mình cũng có thể tham khảo thêm. Và các chị em mình sử dụng cái bộ đôi này thì Kim Anh cam kết luôn nha, nếu mà nám nắng mà chỉ còn là nám li ti ở đây thôi thì Kim Anh cam kết các chị em mình xài cỡ chừng một hộp này thôi, một bộ này thôi là đã hết rồi. Kim Anh muốn chia sẻ với các chị em mình đó là cái kem sữa của Kim Anh với lại cái đây cái kem sữa đây. Trời ơi, ta nói biết nhiêu người mê luôn, em còn ghiền là cách lấy kem thôi cũng đã thấy ấn tượng rồi. Kem sữa này đã được chiết xuất rất là nhiều loại và nó đặc biệt là nó như một cái sữa. Khi các chị em mình xài đây nè, nè đó em xài cho các chị em mình coi. Kem này là kem sữa dùng dùng cho ban ngày nha các chị em mình. Dĩ nhiên là mình dùng kem để mà mình dưỡng da bên dưới, nhưng các chị em mình cũng phải chống nắng nếu đi ra ngoài đường nha, chứ không thể nào bỏ chống nắng được nha. Đây các chị em mình thấy cái kem sữa không, Kim Anh thoa một hồi nè, đó nó thẩm thấu vào trong cái da của Kim Anh nè. Tại Kim Anh đang make up nên là Kim Anh đánh lên trên cái tay cho các chị em mình coi nè, như da em bé luôn. Mà vừa đánh lên cái là nó khô liền, mà mùi nó thơm, mùi sữa nó thơm lắm luôn á. Trời ơi ghiền gì mà ghiền á, ngày nào cái bên cũng xài, ban ngày là không đi đâu, ở trong nhà không cũng xài nó nữa, tại vì nó có cái chống nắng 30 và nó dưỡng da cho các chị em mình luôn. Nhiều khi các chị em mình ngồi trên máy tính nè, hay là nấu bếp, để da nấu bếp cũng vậy, nó có cái hơi nóng, nó cũng có UVA và UVB, nó làm cho cái da mình rất là dễ sạm. Thì đây là một cái dạng dưỡng dưỡng da ban ngày, các chị em mình ở trong nhà là các chị em mình vẫn có thể sử dụng và nó giúp chống nắng cho các chị em mình luôn. Nhưng mà chống nắng này Kim Anh nói trước nha, nó chỉ có chống nắng 30 SPF thôi. Cho nên khi các chị em mình xài cái này mà các chị em mình đi ra ngoài đường vẫn phải chống nắng chuyên dụng. Đó, trời nó ui ui về nhìn nó mát nhưng mà không có mát đâu nha cả nhà, nó vẫn có nắng nha, sợ lắm, mình vẫn phải chống nắng. Chống nắng mới của Kim Anh nha, sản xuất tại Hàn Quốc, mới vừa sản xuất luôn. Cả nhà mình ai có nhu cầu thì liên hệ các nhà phân phối, các đại lý, các cộng tác viên nha. Kim Anh không có bán lẻ, nó vừa là chống nắng vừa là cái base, nó là một cái dạng base á, kem lót luôn, cho nên rất là tiện.